Ok, tập này là chỉ vẫn là tiếp tục thôi. Ồ, làm hamburger hả? Có vẻ như món này hơi mới. Cà chua. Sao chiên được đây? Nó để cái miếng thịt ở trên này. Chẳng lẽ là phải cắt thịt ra? Đầu tiên để cái này lên nè. Ở đó là tới cái này. Ủa sao vậy? Ôi, thằng này nó đụng thế là thằng kia nó cũng bị theo. À, thịt là mình bắt buộc mình phải cắt ra nha, cắt ra sau đó là mới bỏ lên chiên được. Ui, cái này chiên khá là lâu. Đây cái này có hết rồi. Ok. Bỏ lên chiên. Bỏ xuống đi cho nó rửa. Rồi thằng này ra. Lần này thì nó không có hỗn loạn như là lần trước. Nhưng mà bị cái là cái khâu mà thịt đó là nó làm lâu quá. Lấy miếng thịt này chặt đi. Lấy bánh ra để. Ôi, cũng phải cần dĩa nữa chứ. Quá khó. Ôi, nếu mà mấy bạn mà chơi với lại bạn bè ấy, thì dễ hơn. Ok, mình mở được một cái đầu bếp mới. Mặt con mèo à. Nếu như mà mấy bạn co-op mà chừng hai người trở lên á thì nó cũng y như vậy à. Nó cũng có ba con, nghĩa là nó sẽ càng rối hơn cái trò này á, trừ khi mà mấy bạn chơi theo gì đó. Chơi mà có bốn người á.
ví dụ mà mấy bạn có bốn người cùng chơi với nhau á thì nó dễ lắm, tại vì nó có bốn con. Còn mình mấy bạn chơi hai hai người hoặc là ba người hoặc là một người á, nó đều phải dư ra một con như thế này hết á. Cho nên bởi vậy tại sao nói là cái trò này nó hỗn loạn là vậy. Ờ, đủ đủ mà tự nhiên mình lại làm thêm. Đổ đi, cần làm cà chua cơ. Cái dạng bé giờ mấy cái món ăn ở đây thì nó. Ôi 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 ôi. Xém tí nữa. Xém tí nữa là tồi. Mấy cái món ở đây thì nó không có khó, nhưng mà nó bị một cái là nó có một đường à. Cho nên là sẽ có một con nó sẽ di chuyển chậm hơn những con khác. Cà chua đúng, cà chua đủ rồi, bây giờ tới nấm. Mấy ông con bên phải lúc nào nó cũng đi đường xa hơn hết á. Như là cái này là mình chỉ cần làm chừng, tại vì mình chơi có một mình à, cho nên là có thể là mình chỉ cần làm chừng ba bốn dĩa là coi như là hoàn thành à. Đúng là rối 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 tí là nó vậy á. Còn 30 giây đủ là một món không nhỉ? Mình nghĩ là không. Con này cho nó rửa dĩa đi. Đấy, tay khoảng đường nó sao á. Trò này thích hợp với lại mấy bạn chơi chung với bạn bè hoặc là gia đình. Nhưng mà tuy vậy nó vẫn có cốt truyện nha. Tại mình chơi một mình đó thì mình có thể dễ tìm hiểu được cốt truyện hơn. Chơi với bạn bè đôi khi là vui vui thì vui, nhưng mà rất rất là ít khi mà đọc cốt truyện. Gì vậy? Nhiên thiệt tình. Ôi cái màn này nó còn động đất nữa cơ, nó tách biệt cả cái khu vực ấy luôn. Nó tách thẳng một khu trên với lại một khu dưới luôn. Thế này coi bộ khó nha. Hamburger đây. No.
Khổ ở nỗi một cái là gì ta? Ở cái này nè, nó toàn là ở mấy cái như là ngoài bánh bánh rồi nó lại ở bên trên nha, nguyên liệu làm bánh thì nó lại ở bên trên. Tiếp tục chặt thịt. Chết rồi, cái thằng kia đó để thịt bên chơi rồi. Sợ cháy quá. Ra xử lý nhanh. Bắp cải nữa, bắp cải nữa. Đổi sang con này cho nó chặt đồ tiếp đi. Để sạch để bên này hết rồi. À con này ở bên trên thì nó nhảy xuống được nha, nhưng mà cái con kia nó ở bên dưới cho nên hơi khó. Ôi vậy mà cũng được 3 sao. Nghĩa là không, ồ, một con trồn đi xe lăn à, khá là hài hước. Mở ra thêm một cái level mới, mà mình vẫn theo cốt truyện 1.6. Ok, đây là một năm 1995 rồi, sau 2 năm mà mình gặp vua hành tây. Ok, ông nói là mình vẫn làm tốt được cái công việc của mình, nghĩa là ngăn chặn cho cái việc mà cái con quái vật thịt viên nó xuống. Ok, mình sẽ đi về miền đông và sẽ tiếp tục làm những cái gian bếp ở đó, và cái những gian bếp ở đó
chuyến ngại vật kiểu này sao mà chơi. À được, được cái là phần này nó lại không bị, nó không bắt mình phải rửa dĩa. Tục cho nó chặt đồ tiếp đi. Cái này khó chỗ là lâu lâu nè nó sẽ té, nó sẽ tách ra, cho nên là mình thấy khó chỗ đó thôi. Chết quá nhiều. Ok thì chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nói hay nhớ để lại mình một like, một share. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.